7 bộ phim với đề tài tài chính và tiền tệ bộc lộ bản chất đen tối của thị trường chắc chắn sẽ khiến bạn phải ngỡ ngàng. Đầu tiên, The Godfather, tạm dịch là Bố Già. Đây được coi là một trong những tượng đài của làng điện ảnh thế giới. Đã 4 thập kỷ trôi qua, nhưng những giá trị của bộ phim vẫn còn nguyên vẹn. The Godfather nói về sự gặp gỡ giữa một bên là mafia xứ Sicily với một bên là xã hội đen của Mỹ. Nơi đây là mảnh đất màu mỡ cho những cơ hội làm ăn bất chính. Trong thế giới ấy, hình tượng Bố Già được xây dựng từ một kẻ nhập cư tay trắng đến ông trùm tột đỉnh quyền uy Don Vito Corleone là con rắn hổ mang đầy nguy hiểm, khiến kẻ thù phải e dè nhưng cũng được bạn bè, thân quyến xem như một đấng toàn năng đầy nghĩa khí. Tính đến thời điểm hiện tại, thì đây vẫn là tác phẩm đứng thứ 2 trong danh sách 250 phim có điểm số cao nhất trên nền tảng IMDb với 1,7 triệu lượt bình chọn. The Godfather đã chiến thắng ở 3 hạng mục giải Oscar năm 1972, trong đó có hạng mục phim hay nhất năm 2, Aaron, The Smartest Guys in the Room, tạm dịch, Aaron, những kẻ thông minh nhất trong căn phòng. Dựa trên cuốn sách bán chạy cùng tên xuất bản năm 2003, kể về Aaron, công ty lớn thứ 7 tại Mỹ và những hoạt động kinh doanh sai trái, cũng như những bê bối tài chính dẫn đến sự phá sản chấn động vào năm 2001 của tập đoàn năng lượng này. Bộ phim đã giành được giải thưởng tinh thần độc lập cho phim tài liệu hay nhất. 3. The True Cost, tạm dịch, giá trị thật của hàng hiệu. Tiếp tục là một bộ phim tài liệu được sản xuất vào năm 2005 của đạo diễn Andrew Morgan. Lột tả thực tế khắc nghiệt của các hoạt động kinh doanh không bền vững trong ngành công nghiệp may mặc. Thông qua buổi nói chuyện của các nhân viên, bộ phim này đã vén bức màn bí ẩn về tiền lương thực sự của người lao động đằng sau ngành công nghiệp thời trang giá rẻ. Xuyên suốt bộ phim là những thước phim đầy ám ảnh về vụ sụp đổ chết hơn 1.000 người của nhà máy Rana Plaza ở Bangladesh vào tháng 4 năm 2003, cùng với những hình ảnh trẻ em bị dị tật do việc phun thuốc trừ sâu trong vành đai trồng bông cốt tông ở Ấn Độ, hay hình ảnh sông Ấn Độ nổi đầy bọt hóa chất và hàng núi quần áo bị bỏ đi ở Haiti. Kể từ khi ra đời cho đến nay, The True Cost liên tục nhận được sự hoan nghênh cũng như đón nhận của người xem, đồng thời dấy lên nhiều tranh cãi công khai trong xã hội. Cùng ứng dụng giao dịch chứng khoán Entrix khám phá tiếp những bộ phim hấp dẫn này nhé. Thứ tư, Inside Job, tạm dịch, cuộc khủng hoảng kinh tế. Đây là bộ phim không thể không nhắc đến trong top list này. Inside Job là một bản phân tích toàn diện về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, đã gây ra những tổn thất khổng lồ lên đến hơn 20.000 tỷ USD, khiến hàng triệu người mất công ăn việc làm cũng như nhà cửa và gần như dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống tài chính toàn cầu. Bộ phim lấy bối cảnh tại Mỹ, Iceland, Anh, Pháp, Singapore và Trung Quốc. Inside Job là tài liệu hoàn hảo cho những người vốn không phải là các chuyên gia về tài chính nhưng muốn học hỏi từ các sự kiện dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế này. Đây cũng là bộ phim đạt giải phim tài liệu hay nhất tại Oscar năm 2011. Thứ năm, Hank, Five Years from the Brink, tạm dịch, Hank, 5 năm sau khi thoát khỏi bờ vực. Bộ phim được sản xuất năm 2013, kể về Hank Paulson, cựu giám đốc ngân hàng Goldman Sachs, đồng thời là bộ trưởng tài chính Mỹ dưới thời tổng thống Bush. Ông cũng chính là nhân vật chủ chốt trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Và đến với Hank, Five Years from the Brink, bộ phim sẽ cho bạn biết những bí mật động trời đằng sau cuộc đại suy thoái này. 6. Money for Nothing, Inside the Federal Reserve, tạm dịch, khám phá bên trong Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, được chắp bút và đạo diễn bởi Jim Bruce. Bộ phim sản xuất năm 2013 mô tả lịch sử hình thành hơn 100 năm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và cuộc khủng hoảng tài chính giai đoạn cuối những năm 2000. Bộ phim đã sử dụng các cuộc phỏng vấn chuyên sâu với các quan chức liên bang, các chuyên gia về kinh tế, lịch sử cùng các nhà đầu tư để đặt câu hỏi về hệ thống tài chính toàn cầu cũng như cách thức mà hệ thống này đã lâm vào sụp đổ. Và cuối cùng chúng ta có Wall Street, Money Never Sleeps, tạm dịch, phố Wall, tiền không bao giờ ngủ. Bộ phim đào sâu mọi chi tiết về giới kinh doanh giấu ở hậu trường, phố Wall dựng lại cuộc đời đầy thăng trầm của Gordon Gekko. Nó cho thấy con người sẵn sàng đánh đổi nhân cách để trở nên giàu có một cách bẩn thỉu với các triết lý như tiền là tất cả và tham lam là tốt. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không thưởng thức ngay 7 tuyệt phẩm kể trên nhỉ? Cảm ơn Entrix đã đồng hành cùng Bò và Gấu trong chuyên mục này. See ya! Sinh vật kỳ bí nào kia? À, đó là người chưa biết đến ứng dụng miễn phí giao dịch chứng khoán trọn đời. Tải ngay Entrix để trải nghiệm ngay hôm nay.